Việt Nam 0637 rút ngắn sau 2 ngày mất tích dưới dòng nước xiết khi nhảy cầu tự tử tại sông Sài Gòn. Đến trưa ngày 4 tháng 3, một người dân đi câu cá đã phát hiện xác của thiếu nữ này cách vị trí tự vẫn 50m. Khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 3, thiếu nữ tên Hiền đi bộ cùng hai người em trên cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Khi cả ba chị em đi đến giữa cầu thì Hiền bất ngờ leo lên thành cầu và nhảy xuống dòng nước xiết sông Sài Gòn trước sự bàng hoàng của hai em và nhiều người đi đường. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ tìm đã tích cực công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng vẫn không thể tìm thấy. Sau 2 ngày mất tích, trưa ngày 4 tháng 3, người dân đi câu cá đã phát hiện thi thể nạn nhân cách nơi nhảy cầu khoảng 50m. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để khám nghiệm. Đến 14 giờ, thi thể cô gái được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Theo lời chia sẻ của người chú của nạn nhân, trước khi sự việc đau lòng xảy ra vài ngày, Hiền có nhắn tin cho người chị họ ở ngoài quê Thanh Hóa chán nản chuyện gia đình vì lương tháng đi làm công nhân được khoảng 6 triệu đồng nhưng bị bố tịch thu hết, chỉ cho Hiền 200.000 đồng không đủ trang trải chi tiêu. Vì vậy Hiền không thiết sống và muốn tìm đến cái chết để được thoải mái. Nguồn: Sao Sen A.